Bồ Đào Nha vs Uruguay như nước gặp lửa. 2:00 ngày 29 tháng 11, trận Bồ Đào Nha vs Uruguay, hai trường phái khác nhau như nước và lửa trong khuôn khổ lượt hai bảng H World Cup 2022. Hãy dự đoán, phân tích trận Bồ Đào Nha vs Uruguay từ các chuyên gia hàng đầu. Nếu thắng, Bồ Đào Nha sẽ đi vào vòng trong khi đó, Uruguay mới có một điểm. Hơn bao giờ hết, thầy trò huấn luyện viên Diego Alonso phải có điểm để có thể quyết định được số phận mình khi gặp Ghana lượt trận cuối. Nhận định Đào Nha vs Uruguay, Cristiano Ronaldo đã dẫn dắt các cầu thủ Bồ Đào Nha giành chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 3-2 trước Ghana. Trong khi đó, Uruguay chỉ có được về một điểm từ trận hòa không bàn thắng với Hàn Quốc. Cả ba bàn thắng của Bồ Đào Nha trước Ghana đều được ghi trong hiệp 2, lần lượt do công của Ronaldo 65, João Félix 78 và Rafael Leão 80. Ronaldo đã cao nhất trong sơ đồ 4-3-3 và trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại 5 kỳ World Cup. Bồ Đào Nha thực sự là một tập thể thi đấu gắn bó, kỷ luật. Tập thể ấy được huấn luyện viên Fernando Santos cùng các cộng sự dày công gây dựng kể từ sau World Cup 2014. Sự gắn kết ấy phần nào được thể hiện trong bàn thắng thứ 2 và thứ 3 của chiến thắng trước Ghana với Bruno Fernandes sắm vai kiến tạo. Màn trình diễn của đoàn quân huấn luyện viên Fernando Santos vẫn chưa tạo được ấn tượng. Nhà vô địch Euro 2016 cho thấy không giỏi khi chơi áp đặt với đội chiếu dưới. Điều này sẽ khiến họ phải đối diện khó khăn khi chạm trán Uruguay đang chơi đầy thực dụng. Dù trước đó, Uruguay không tạo ra được quá nhiều cơ hội trước Hàn Quốc trong trận hòa 0-0, xét về chất lượng các cá nhân. Đội tuyển Uruguay chẳng hề kém cạnh Bồ Đào Nha hay bất cứ ứng viên vô địch nào của giải đấu tại Qatar. Lão tướng Lở, Suarez là ngôi sao sáng nhất trong sơ đồ 4-3-3 dẫn dắt hàng công Uruguay, so tài với Ronaldo. Chờ huấn luyện viên Diego Alonso ra tay, Uruguay sở hữu các ngôi sao trên cả ba tuyến. Đáng chú ý nhất phải kể đến José Jiménez, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Darwin Núñez, Edinson Cavani. Có chăng huấn luyện viên trưởng đội tuyển Uruguay, ông Diego Alonso chưa nhào nặn họ trở thành một tập thể thi đấu ăn ý bởi bóng đá là môn thể thao của tập thể. Một đội muốn giành được kết quả tích cực thì trước tiên phải thi đấu gắn kết. Uruguay muốn tái hiện được chiến thắng 2-1 tại World Cup 2018 trước Bồ Đào Nha nhờ sự bùng nổ của một vài cá nhân đang thi đấu tại châu Âu. Cuộc chiến của những cầu thủ thi đấu đầy chất kỹ thuật cá nhân Uruguay với Bồ Đào Nha chưa dập dình, chặt chẽ hệt như nước và lửa. Thông tin Bồ Đào Nha vs Uruguay. Thống kê 10 trận gần nhất của Bồ Đào Nha. Thống kê 10 trận gần nhất của Uruguay. Lịch sử đối đầu Bồ Đào Nha vs Uruguay. Thông tin lực lượng Bồ Đào Nha vs Uruguay. Bồ Đào Nha, đầy đủ đội hình. Uruguay, Ronald Araujo chưa kịp bình phục chấn thương. Đội hình dự kiến Bồ Đào Nha vs Uruguay. Bồ Đào Nha, Diogo Costa, Cancelo, Pereira, Ruben Dias, Guerrero, Bernardo Silva, Ruben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes, Ronaldo, João Félix. Uruguay, Sergio Roches, Keyser Diego Godin, Roger Jiménez, Matias Oliveira, Valverde, Bentancur, Matias Vecino, Pellistri, Luis Suarez, Darwin Núñez. Nhận định của chuyên gia thể thao. 3 trên 4 trận gần nhất của Bồ Đào Nha chứng kiến không dưới 3 bàn thắng. Kịch bản tương tự hứa hẹn tái diễn khi Brazil của châu Âu đấu với Uruguay. Tỷ số dự đoán, Bồ Đào Nha 2-1 Uruguay.